Chương trình Lương thực Thế giới cần 56 triệu Mỹ Kim để cứu trợ cho nạn nhân Syria, tin từ Damascus. Ông Mohanan Hadi là giám đốc chương trình Lương thực Thế giới, hay được gọi là WFP, tại Syria nói rằng, dự án hiện giờ là 163 triệu Mỹ Kim, đang có 60% số tiền và còn thiếu 56 triệu Mỹ Kim cho năm nay. Vào năm 2013, thì WFP ở Syria cần thêm ngân sách để đáp ứng nhu cầu của khoảng 1.5 triệu người tản cư. WFP ở Syria đang cung cấp thực phẩm cho nạn nhân 14 tỉnh, mặc dù gặp nhiều vấn đề khó khăn chuyển vận và trở ngại vì chiến tranh. WFP đã bắt đầu hoạt động ở Syria từ tháng 12 năm 2011, khi chỉ có khoảng 50.000 người cần sự giúp đỡ. Nhưng tính cho đến tháng 9 năm 2012, thì con số cần giúp đỡ đã tăng lên trên 300.000 gia đình. WFP ở Syria đã nhận được 80 triệu Mỹ Kim đóng góp của Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Canada và các nước Âu Châu. Theo ước tính thì đang có khoảng 2.5 triệu người Syria tản cư ngay trong nước hay chạy qua các nước lân bang.